Rồi thì xin chào các em. Hôm nay sẽ hướng dẫn cho các em đi vào bài số 2. Đó là bài số thực. Chương trình toán lớp 7 trang trại sáng tạo ha. Số thực, giá trị tuyệt đối của một số thực. Rồi bây giờ ta đi vào một mở đầu. Người ta gọi tập hợp gồm các số hữu tỉ và số vô tỉ là cái gì? Thì cái này tí chúng ta sẽ được học thì thầy sẽ trả lời trước phần này ha. Đó. Người ta sẽ gọi tập hợp gồm các số hữu tỉ và các số vô tỉ là tập hợp số thực. Rồi, vậy tập số thực là gì? Vậy tập số thực là gì? Thì chúng ta sẽ được tìm hiểu về bài học hôm nay. Ta đi vào phần 1. Mục 1. Số thực và tập hợp các số thực. Mục khám phá thứ nhất. Trong các số sau, số nào là số hữu tỉ, số nào là số vô tỉ? Số hữu tỉ. Số tỉ là số có dạng A chia B với A, B thuộc số nguyên, B khác không. 3,45 cũng là số hữu tỉ. 3,45 ha. Rồi trừ 45 là trừ 45 phần 1 đó. Còn 3,45 đó là mình lấy 345 chia 100 rút gọn cũng được. Không cũng được gọi là số vô tỉ. Rồi số vô tỉ đó là số thập phân vô hạn không tuần hoàn, là căn 2 trừ căn 3 là bi. Kiến thức trọng tâm, ta gọi chung số hữu tỉ là ta gọi chung số hữu tỉ và số vô tỉ là số thực. Đó, tập hợp số thực được ký hiệu là R. Ta gọi chung số hữu tỉ và số vô tỉ là số thực ha. Tập hợp số thực được gọi là R. Rồi, cách viết x thuộc R. Đó, ký hiệu là R ha, số thực. Cho ta biết x là một số thực. Như vậy, mỗi số thực chỉ có một trong hai dạng biểu diễn số thập phân sau đây. Dạng thập phân hữu hạn hay là vô hạn tuần hoàn. Nếu nếu đó là số hữu tỉ, nếu đó là số hữu tỉ, nếu số đó là số hữu tỉ. Còn dạng thập phân vô hạn không tuần hoàn, nếu đó là số vô tỉ. Ví dụ A 3 0 trừ 5 3 phần 7 giờ 5 phần 9 1 3,125 trừ 4 2 phần 5 căn 3 bi là các số thực. Thì ta viết 3 thuộc R, 0 thuộc R, trừ 4 phần 5 thuộc R, trừ 12,35 thuộc R, 3,273 R, căn 2 hẹp bi thuộc R. Đó. Ta đi vào thực hành số 1. Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai, hãy sửa lại, hãy phát biểu lại cho đúng. Căn 3 thuộc số hữu tỉ. Sai. Căn 3 thuộc hữu tỉ là sai.
Vì sao sai? Phát biểu này sai. Đây là phát biểu sai. Vì căn 3 là không phải là số hữu tỉ. Phát biểu đúng là căn 3 thuộc R, là thuộc số thật đấy. Hay gọi là số vô tỉ, ký hiệu là chữ Y. Hoặc căn 3 thuộc Y, Y là số vô tỉ. Hoặc căn 3 không thuộc Q, là không thuộc số vô tỉ đó. Rồi câu B, căn 3 thuộc R là đúng. Đây là phát biểu đúng. À. Đây là phát biểu đúng. Vì căn 3 là số thật. Câu C, 2 phần 3 không thuộc R, là 2 phần 3 không thuộc số thật, là một, đây là một phát biểu sai. Đó, vì 2 phần 3 là số hữu tỉ nên 2 phần 3 là số thật. À, tại vì số thật nó gồm hai loại, đó là hữu tỉ và vô tỉ. Phát biểu đúng là 2 phần 3 thuộc R. Hoặc 2 phần 3 thuộc số hữu tỉ Q. Phát biểu D, trừ 9 thuộc R là đúng. À, đây là phát biểu đúng. Vì trừ 9 là số hữu tỉ nên nó là số thật. Rồi chúng ta hoàn thành xong cái phần thực hành số 1. Chúng ta đi vào phần chú ý. Trong các tập hợp số mà ta đã học, tập hợp các số thật là rộng lớn nhất, bao gồm tất cả các số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ và cả số vô tỉ. Trong kiến thức trọng tâm tập hợp, trong tập hợp các số thật, ta cũng có các phép tính với các tính chất tương tự như các phép tính trong tập hợp các số hữu tỉ mà ta đã biết. Rồi, thứ tự trong tập hợp số thật. Đi vào mục khám phá thứ hai, hãy so sánh các số thập phân sau đây. Rồi. Ba phẩy mười bốn, 3,14 chu kỳ 1 năm, 3,141599, vân vân. Thì ta có làm sao? So sánh các số sau đây. Thì ta so sánh 3,14 và 3,14 một năm trước đây. Rồi. Ta có 3,14 tức là 3,14 không. 3,140 14 đúng rồi, 3,140 đó. Kể từ trái sang phải đúng không? Rồi kể từ trái sang phải.
Sang phải, cặp chữ số cùng hàng đầu tiên khác nhau. Là cặp chữ số hàng phần nghìn. Tức là đơn vị là một chục, một trăm, phần nghìn, đúng không? Ba bốn, kể từ trái sang phải, cặp chữ số hàng cùng hàng đầu tiên khác nhau là cặp chữ số hàng phần nghìn. Hàng phần nghìn tức là đây, phần nghìn đây, phần chục ở đây, phần trăm, phần nghìn đó, tức là hai chữ số này đây. Đấy, hiểu không? Chữ số hàng phần nghìn. Nè, một lớn không nên 3,140, bé hơn 3,1415, hai 3,14, bé hơn 3,1415. Đó. Rồi ta so sánh 3,1415 và 3,141515. Rồi ta có 3,1415 bằng 3,14150. Thì cái này nói với số 1 về đây. Kể từ trái sang phải, cặp chữ số cùng hàng đầu tiên khác nhau. Là cặp chữ số hàng phần trăm nghìn. Là cặp chữ số hàng phần trăm nghìn. Và không bé hơn một nên 3,14150, bé hơn 3,1415 15. Đó, hai 3,1415, bé hơn 3,1415 15. Rồi, theo tính chất bắc cầu. Theo tính chất bắc cầu thì 3,14 bé hơn 3,1415 15. Rồi. Như vậy ở đây 3,14 nè, bé hơn 3,1415, 3,141599 chứ. Cái này là 15, 3,1415, 3,141599. Rồi, 3,1415. Vậy đây. Cái này 3,14, cái này 3,1415. Dạ, nó lại là 3,14 đúng không? Cái này là 3,1415. Nghĩa là bằng 3,1415 15. Vâng vâng. Đấy, thì chỗ này nè, nó chính là số 1. Đấy. Chuyện này nó bé hơn 1515. 2, 3,14 bé hơn 1515. Rồi, cái này 150. Này 150. Thì đây là 4 số 159. Vậy là số 0 bé hơn số 9.
hai hàng này chính chính. Con heo bé hơn là 3,1015 mà không bé hơn chín nên 3,1415. 3,14 là 1 năm nè. À, nó bằng là 3,1415 1 năm đúng không? Đấy. Chỗ này 1415 151 đúng không? 1415 ở đây 1 năm nữa. Để số 1 đây nè. Lại số 9 bằng 100.000, số 1 bé hơn số 9 nên 3,14 15 15 bé hơn 3,14 15 99 2 3,14 15 bé hơn 3,14 15 99. Rồi theo tính chất bắt cầu ta có 3,14 bé hơn 3,14 15 bé hơn 3,14 15 99. Rồi thứ tự so sánh đó. Rồi so sánh là xong đó. Ta có thể so sánh hai số thật bằng cách so sánh hai số thập phân hữu hạn hoặc là vô hạn biểu diễn chúng với bất kỳ, với hai số thật x y bất kỳ ta luôn có hoặc x bằng n bán y hoặc x lớn y hoặc x bằng y. Ví dụ 2, 1,4527 bé hơn 1,4531, nó bé hơn là do cái hàng phần này, phần nghìn nè, số 3 bé hơn nè đó. Rồi căn 3 bằng 1,73305 là dùng máy tính bấm nó sẽ bé 1,733. Tại vì sao? Ở đây 1,7355 đâu, sao cái này bé hơn cái này được? 1,45 ai bé hơn đúng rồi, 1,732 chứ đúng không? Cái này 732 chứ đúng không? 732 đúng rồi. 732 nó bé hơn là do số này bé hơn số này đây. Trừ mà càng lớn là càng bé. Đó, trừ 3,752681 trừ 3,752693 thì trừ 8 nè, nó lớn hơn trừ 9 nè. Yeah. Bé hơn là do trừ 8 lớn hơn trừ 9 đó. Rồi. Chú ý với hai số thực dương AB ta có, nếu A lớn hơn B thì căn bậc 2 của A lớn căn bậc 2 của B. À, ví dụ 3, do 3 lớn 2 nên căn 3 lớn căn 2. So sánh hai số thật sau đây. So sánh hai số thật sau đây. Câu A mình thấy đây là 456, 456 vậy mình hiểu ha. Ta có nè, 4,56 tức là 4,5656 5656 vân vân, lấy hai cái rồi sẽ lớn hơn. Rồi. Tức là ở đây 4,5656 sẽ hơn. Hơn 4,5629. Bởi vì tôi thấy cái phần phần nghìn của nó nè, 5 lớn hơn 2 nè. À, 2 là 4,56 lớn hơn 4,5 6 2 7 9.
Rồi câu B, ta có trừ 3,65, tức là từ 3,6565, đây là chơi càng lớn càng bé, 65 là 64 thì nó sẽ bé hơn 64 à. Trừ 3,64 91 bé hơn, chỗ này là do dấu trừ này, trừ của 5 này, bé hơn trừ của 4. 2 trừ 3,65 bé hơn trừ 3,64 91. C ta có là gì? C đây. Ta có 0,21, 0,2121 vân vân, và 0,212 bằng 0,21212 đúng không vân? Đó. Thì thấy hai này nó bằng nhau, 21212, hai này ký hiệu gì là cũng bằng nhau. À, vì cái lần này mình cho nó cũng bằng là 21 đúng không? 21 thì nó là bằng này. Đó. Hai, tức là mình thêm một cái nữa đi, một hai nữa đi, hai một nữa. Nếu mình đã chu kỳ ở đây nó cũng giống này thôi. Hai đó bằng nhau. OD. À, có căn hai. Ta bấm máy tính ra căn 2 1,414213 1,414213 1,414213 562 thì mình chừa lại cái số cuối đó, cái này nó bé hay lớn, 1,42 bé 1,42 bé hơn giờ số 1 là bé số 2 nè, hai căn hai bé hơn 1,42. Cái này là 2,721 bằng 0,212. Rồi chúng ta hoàn thành xong phần thực hành số 2, ta đi vào vận dụng số 1. Cho một hình vuông có diện tích bằng 5 mét vuông, hãy so sánh độ dài A của cạnh hình vuông đối với độ dài B 2,361. Rồi vuông có diện tích như độ dài cạnh hình vuông chính là bằng là căn 5 đúng không? Đó. Thì ta có nè, độ dài cạnh độ dài A ta có là diện tích hình vuông, diện tích hình vuông tính theo cạnh có độ dài A là A bình phương mét vuông, và theo là vì hình vuông có diện tích 5 mét vuông nên A bình bằng 5, 2 A sẽ bằng căn bậc 2 của 5, không phải 2 của 5, sẽ bấm ra 2,236067 2,236067
Vâng. Đã có 27236067. Nó bé hơn hay lớn hơn 2,361. Nó lớn hơn là do cái phần nghìn của nó lớn hơn. 2 căn 5. Hay là A lớn hơn B. Đây, A lớn hơn B. 2,2361 là A, đúng không? 2,2360. 2,2361 ấy 6. Kia là 2,2. Cái kia độ dài hình vuông là gì? 2,361. 2,361 còn căn 5 là 2,236. À, cái này gì hai bé hơn ba chứ, bé hơn bảy 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 này, bỏ lại nha, này 2,2, này 2,3 bé hơn rồi, 2A bé hơn B rồi, 7A bé hơn B rồi, rồi. Ta vi vào một số 3 là trục số thật. Khám phá thứ ba. Quan sát hình bên và cho biết độ dài của đoạn thẳng OA bằng bao nhiêu. OA đây, tức là quẻ nguyên cái cung tròn bán kính là OA. Thì ta được cái hình vuông có hai cạnh là như thế này, còn cái bán kính nó chính là cạnh huyền trong hình vuông. OA là nó là số hữu tỉ hay không đấy, ta thấy ha, cạnh hình vuông. Rồi cái này nè, ta đã biết cái này, nó hướng dẫn luôn. Ta đã biết một hình vuông có cạnh bằng một thì có độ dài đường chéo, độ dài đường chéo là căn 2. Do đó, để biểu diễn số vô tỉ căn 2, ta biểu diễn trên trục số như sau. Biểu diễn căn 2 thì ta vạch một cái cung tròn. Dùng cơm ba ta vẽ một cái cung tròn theo cái bán kính là cái đường chéo này, sẽ cắt trục số tại một cái điểm này, thì cái điểm này nó chính là căn 2 đó. Thì qua cái một khám phá thứ ba, ta nhận thấy không phải mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn một số hữu tỉ, nghĩa là các điểm biểu diễn số hữu tỉ không lắp đầy trục số. Tức là để lắp đầy trục số thì nó sẽ gồm hai loại, đó là hữu tỉ và vô tỉ, thì mới lắp đầy được trục số. Người ta đã chứng minh được rằng mỗi số thực được biểu diễn bởi một điểm trên trục số. Ngược lại, một điểm trên trục số được biểu diễn một số thực. Vì thế, ta gọi trục số là trục số thực. Chú ý, điểm biểu diễn số thực x trên trục số được gọi là điểm x. Ta có nếu x bán y thì trên trục số nằm ngang, điểm x nằm bên trái điểm y. Ví dụ căn 3 bằng 1,732 bé hơn 1,74 là do số 3 này nó bé hơn số 4. Đấy. Thì trên trục số điểm căn 3 nằm bên trái điểm 1,74. Rồi thực hành 3, hãy biểu diễn các số thực trừ 2, trừ căn 2, trừ 1,5, 2, 3 trên trục số. Rồi, trên trục số ha. Rồi, ta lấy cái trục số ra, đúng không? Thì ở đây, ta vẽ trục số ra.
Rồi, chút số. Theo như thế này là nó có những cái gạch như thế này. À, thì chúng ta sẽ cứ hai gạch liên tiếp như vậy. Đó là xem như là một đơn vị. Hiểu không? Cái này nhắm chừng thôi chứ không thể nào vẽ chính xác được. Rồi, ví dụ chuột số đây, phần âm 2 với 3, 0, 1, 2, 3. Ở đây cho nó lỗ bằng miệng miếng đi. Chuột số bên này giống như thế này. À, ta biểu diễn lên. Ví dụ đây là số 0. Không, không ở trục số phải có số 0 ha. Rồi số 1 ở đây. Rồi. Số 2 ở đây. Số 3. Số trừ 1 là bên này. À, số trừ 2 là bên này. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ biểu diễn đó là số trừ 2. Trừ 2 là chỗ này đây. Đó. À, trừ 2. Và số trừ căn 2, nếu mình bấm máy ra trừ căn 2. Đó, trừ căn 2 tức là phải trừ 1,41 thì tầm khoảng đây đây, ví dụ 1,5 đây, 1,41 đây, nhóm chừng đi ha. Thì đúng ra là mình phải vẽ cái cạnh hình vuông giống như nãy đó. Ở đây thôi mình nhóm vậy được rồi. Trừ căn 2. Ngay chỗ này. Trừ 1,5. Trừ 1,5. Tức là chính giữa chỗ này, giữa trừ 1 với trừ 2 là trừ 1,5. Đồng ý chỗ này. Đó. Giờ trừ căn 2 là ở đây đúng trừ 1,5 là ở đây. Hai cái này nó hơi bị ngược với nhau. Đấy. Rồi, hai hai lại đây, ba lại đây, chỗ này này. Đấy. Giống xuống đây chờ cái nét mảnh thôi nên đóng lên đây. Đấy. Đấy. Rồi, đi vào câu vận dụng số 2. Tất nhiên ở đây là chúng ta cũng nên tính ra để cho biết ha. Tức là ta có nè, đó là trừ căn 2
À, nó sẽ bằng, à, mình sẽ bấm là trừ 14, trừ 4142, trừ 17 4142, vân vân, để chúng ta biểu diễn cho nó chính xác. Vận dụng 2, không cần vẽ hình, hãy nêu nhận xét về vị trí của căn 2 và 3 phần 2 trên trục số căn 2 và 3 phần 2. Không cần vẽ hình, hãy nêu vị trí của căn 2 và 3 phần 2 trên trục số. Thì ở đây, vị trí của 3 phần 2 và căn 2 trên trục số thì ta có làm sao? Ta có căn 2 nó sẽ bằng thế này, không có dấu trừ. Rồi, tiếp theo là 3 phần 2 nó bằng 1,5. Vì 1,14142 bé hơn 1,5 nên, tức là bé hơn là do số 4 bé số 5 nè, nên nên đúng không? Nên căn 2 và 3 phần 2 đây là đều là số dương hết đúng không? Đều nằm về bên phải điểm 0. Và căn 2 nó nằm bên trái bằng 2 cho nên nó gần ô hơn. Và căn 2 nằm gần phía ô hơn 3 phần 2. Rồi. Thì chúng ta kết luận là vậy. Vậy ta nói căn 2 nằm trước 3 phần 2. Hai, 3 phần 2 nằm sau căn 2. Ta đi vào một số 4. Số đối của một số thực. Một khám phá thứ tư. Rồi gọi A và A phẩy lần lượt là hai điểm biểu diễn số 4,5 và trừ 4,5 trên trục số. Rồi so sánh OA và OA phẩy. OA và OA phẩy. Thì thấy là độ dài đoạn thẳng OA là 4,5 đơn vị. Độ dài đoạn thẳng OA phẩy là 4,5 đơn vị. Vậy do đó độ dài OA bằng với độ dài OA phẩy. Do đó độ dài OA bằng với độ dài OA phẩy. Rồi, đi vào một kiến thức trọng tâm. Hai số thực có điểm biểu diễn trên trục số cách đều điểm góc ô nằm về hai phía ngược nhau thì hai số đối nhau. Số này là số đối số kia. Số đối của số thực x ký hiệu là trừ x thì ta có x cộng với trừ x là bằng 0. Ví dụ 5, số đối của căn 2 là trừ căn 2 hoặc là số đối của trừ căn 2 là căn 2. Thực hành 4, tìm số đối của các số thực sau: 5, 7, 12, bi và trừ căn 3. Này thì dễ. Số đối của 5,12, của số 5,12 là trừ 5,12. Số đối của số bi
là từ bi. Số đối của số trừ căn 13 là căn 13. Đi vào một vận dụng 3. So sánh các số đối của hai số căn 3, căn 2 và căn 3. So sánh các số đối, vì số đối của số căn 2 là trừ căn 2. Số đối của số căn 3 là trừ căn 3. Vì 3 lớn hơn 2 thì 2 bé hơn 3, 2 bé hơn 3 nên căn 2 bé hơn căn 3. Nãy mình học tính chất rồi đây. Ở đây có tính chất đây. Căn bé hơn căn. Yeah, ta mới học có tính chất. Đây, nếu A lớn hơn B thì căn A lớn căn B. Nếu A lớn B thì căn A lớn căn B. Cho nên mình có thể ghi là 3 lớn hơn 2. Nên căn 3 lớn hơn căn 2. Do đó căn 3 lớn hơn căn 2. Do đó chúng ta hiểu là sao? Căn 3 mà nó lớn căn 2 khi đổi lại thì nó sẽ nằm bên trái, cho nên căn trừ căn 3 sẽ bé hơn căn 2. Bé hơn trừ căn 2. Rồi. Số 5. Giá trị tuyệt đối của một số thực. Khám phá thứ 5. Trên trục số so sánh khoảng cách từ điểm O đến hai điểm căn 2 và trừ căn 2, điểm O đến căn 2, điểm O đến trừ căn 2 là nó đều là bằng căn 2 hết. Là bằng nhau nha. Rồi, khoảng cách từ điểm O đến điểm căn 2. Là căn 2. Khoảng cách từ điểm O đến điểm trừ căn 2 cũng vẫn là căn 2. Được rồi. Do đó khoảng cách đó bằng nhau. Do đó khoảng cách từ điểm O đến căn 2 và khoảng cách từ điểm O đến trừ căn 2 là bằng nhau và đều bằng căn 2. Giá trị tuyệt đối của một số thực x là khoảng cách từ điểm x đến điểm O trên trục số. Giá trị tuyệt đối của một số thực x là khoảng cách từ điểm x đến điểm O trên trục số. Trị tuyệt đối ha. Giá trị tuyệt đối của một số thực được ký hiệu là hai gạch đứng x ở bên trong. Ta có nhận xét trị tuyệt đối của x mà nếu nó bằng chính số thực x nếu khi x lớn hơn không, còn nó bằng là âm x khi x bé hơn không, còn nó bằng không khi x bằng không. Giá trị tuyệt đối của một số thực x luôn là số không âm, tức là lớn bằng không đó. Trị tuyệt đối x lớn bằng không với mọi số thực x. Ví dụ 6. Trị tuyệt đối của trừ 3 là nó số âm đó. Cho nên nó sẽ bằng là trừ của trừ 3 là bằng 3. Trị tuyệt đối của trừ 5 bằng 2, tức là trừ 5 bằng 2 là số số âm bé hơn không. Cho nên trị đó nó là trừ của trừ 5 bằng 2 là 5 bằng 2. Trị tuyệt đối của 0,345 thì nó là số dương, cho nên thì đó x là bằng 9x là bằng 0,345. Chỉ tuyệt đối của căn 2 bằng căn 2, vì căn 2 là số dương cho nên chỉ tuyệt đối x bằng x. X là căn 2 đó. Chỉ tuyệt đối của trừ căn 2 là bằng căn 2, vì đây x là trừ căn 2 là âm. Cho nên chỉ tuyệt đối của
trừ căn 2 là bằng trừ của trừ căn 2 là bằng căn 2. Tương tự trừ bi cũng vậy, bằng là trừ bi là âm. Nên trừ của trừ bi là bằng bi. À. Thì chúng ta đi vào cái phần thực hành số 5. Điểm giá trị tuyệt đối của các số thật sau. Điểm giá trị tuyệt đối của các số thật sau. Thì nó có là trị tuyệt đối của trừ trừ 3,14 là bằng 3,14. Tuyệt đối của 41 là bằng 41. Trị tuyệt đối của trừ 5 là bằng 5. Trừ của trừ 5, 5 ha. Rồi. Trị tuyệt đối của 1. 1,2 chu kỳ nữa là 2 bằng 1,2. Ừ. Rồi, trị tuyệt đối của trừ căn 5 là bằng căn 5. Rồi, chúng ta được hoàn thành được thực hành 5. Chúng ta đi vào cái vận dụng 4. Có bao nhiêu số thật ít thỏa mãn trị tuyệt đối của ít bằng căn 3? À, bao nhiêu số thật ít thỏa mãn trị tuyệt đối của ít bằng căn 3? Thì chúng ta có vậy đó bằng kiệt ít bằng căn 3 có hai số nha. Ta có cái gì trị tuyệt đối của ít bằng căn 3 là trị tuyệt đối của ít, tức là nếu ít dương thì ít sẽ bằng là trừ căn 3. Đó, nếu ít dương không. À, thì ít không thể bằng không được, đúng không? Nếu ít bằng không, à, nếu ít bằng căn ít lên không thì trị tuyệt đối của ít bằng ít, à, đúng không? Nên trị tuyệt đối của ít bằng căn 3. Hai ít bằng căn 3. Đó, thì ít dương mà. Còn nếu x bé không thì trị tuyệt đối của x bằng trừ x, nên trị tuyệt đối của x bằng căn 3. 2 trừ x bằng căn 3. Cái này mình 2 cái đó mình nó suy ra x sẽ bằng là chia dấu trừ qua thành là trừ căn 3. Rồi. Nếu x bằng 0 thì trị tuyệt đối của x là bằng 0. Đó, theo như lý thuyết trên. À, trị tuyệt đối của x bằng 0 nên trị tuyệt đối x bằng căn 3 không bằng căn 3 là không thỏa. X bằng 0 là bé hơn căn 3. Đó. À, điều này là không thỏa. Rồi vậy có hai giá trị nha. Vậy x bằng căn 3 hoặc là x bằng trừ căn 3. Hoặc x bằng trừ căn 3. Có hai giá trị nha. Rồi ta sẽ đi vào phần bài tập. Thay hãy thay mỗi chấm hỏi bằng ký hiệu thuộc hay không thuộc để cho phát biểu đúng. Đấy thì ở đây ta có 5 là thuộc chết hay không thì chúng ta thay là thuộc trừ 2 thuộc hữu tỉ hay không là thuộc. Rồi, căn 2 có thuộc số hữu tỉ hay không. Đấy. Căn 2 có thuộc số hữu tỉ không là không thuộc nha. Rồi 3 phần 5 có thuộc số hữu tỉ hay không là thuộc. Rồi 2, 7, 3, 1, 4, 5
Nó thuộc số vô tỷ không? Không thuộc. Rồi 7,62 38 có thuộc R hay không? Thuộc không? Thuộc. R là gồm hữu tỷ và vô tỷ. Không có thuộc số vô tỷ hay không là không thuộc. À, tại vì nó là hữu hạn. Rồi, vậy là chúng ta hoàn thành được cái câu bài tập số 1. Bây giờ tôi sẽ đi vào bài tập số 2. Ở bài tập số 2 như thế nào? Sắp xếp các số thật sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Đấy. Thì ở đây ta sẽ chia thành hai nhóm, một nhóm âm và một nhóm dương. Nhóm âm thì luôn luôn bé hơn nhóm dương. À, ta chia thành hai nhóm để đem đi so sánh. Rồi. Nhóm gồm các số thực âm như là trừ 2 phần 3, trừ căn 2, trừ 3 phần 4. Rồi. Nhóm gồm các số thực dương như là 4,1, 3,2, pi, 7 phần 3. Đó. Thì ta đi so sánh các nhóm số thực âm. Ta đem so sánh các nhóm các số thực âm. Âm trước. Rồi, ta có trừ 2 phần 3. Mình sẽ bấm máy. Trừ 2 chia cho 3. 0,6. Ủa, rồi. 0,6 tức là bằng 0, trừ 0,666. Rồi, tiếp theo. Trừ căn 2. Trừ căn 2. Là trừ 1,4142, trừ 1,4142, rồi trừ 3 phần 4 tức là trừ 0,75. Ta so sánh các số đối của chúng. Tức là sao? Ta lại so sánh các số đối của chúng, đúng không? Ta so sánh thì mà này. Số đối của chúng. So sánh các số đối của chúng. Là ta có làm sao? Ta lại có số đó của chúng là 0,666 lớn 0,666 là sao? Bé hơn 0,75, bé hơn 1,14142. Do đó số đó của chúng là ngược lại. Do đó của chúng là mình ghi chiều ngược lại là 1,4142 bé hơn trừ 0,75, bé hơn trừ 0,6666 2, trừ căn 2, bé hơn trừ 3 phần 4, bé hơn trừ 2 phần 3, bé trừ 2 phần 3. Rồi tiếp theo ta đem so sánh nhóm các số thực dương.
dương đây là gồm 4,1372 ta có bi là bằng mình bấm bi ra là 3,1415 vâng rồi 7/3 7/3 bấm 7/3 ra hai bảy ba 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 lại có thì ở đây là 4,1, 3,2, 3,14, 2,3, 2,3, 3,3, bé hơn 3,1415. Đó. Bé hơn 3,2, bé hơn 4,1, 2, 7/3, bé hơn pi. Bé hơn 3,2, bé hơn 4,1. Sao vì số thực âm luôn bé hơn không và bé hơn số thực dương, do đó ta có giải sắp xếp để các số thực các số theo các số trên nó cho là các số thực trên theo thứ tự từ bé đến lớn nó kêu tới từ nhỏ đến lớn ha, theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là đầu tiên đó là gì, trừ căn 2, tiếp theo là trừ 3/4, tiếp theo là trừ 2/3, tiếp theo đó là 7/3, tiếp theo đó là pi, tiếp theo là 3,2, tiếp theo là 4,1. Rồi ta sẽ đi vào bài số 3. Hãy cho biết tính đúng sai của các khẳng định sau. Rồi, tính đúng sai là câu A, căn 2, căn 3, căn 5 là các số thực. Câu A này nè là đúng. Câu A này là đúng. Đúng, mà đúng thì chúng ta không có giải thích. Câu B, số nguyên không phải là số thực là sai. Do vì sao? Vì số nguyên là số thực. C, trừ 1, 2, hàng 3, trừ 0, 4, 5 là các số thực. Đúng hay sai? Đúng. Câu D, số 0 vừa là số hữu tỷ vừa là số vô tỷ là sai, nó chỉ là hữu tỷ thôi chứ không phải là vô tỷ. Vậy số 0 vừa là số hữu tỷ vừa là số hữu tỷ là sai. Chưa? Sai. Rồi, câu E. Một hai bốn là các số thực. Đúng hay sai? Là đúng. Vì nó là số hữu tỷ cho nên nó là số thực. Ta đi vào cái bài tập số 4. Hãy thay chấm hỏi bằng các chữ số thích hợp. Hãy thay chấm hỏi bằng các chữ số thích hợp. Thì ta có đây. Câu A. Đây là chấm hỏi. Hai chấm hỏi bởi các chữ số là giờ mình thấy 27 nó giống nhau đúng không? Chữ chấm hỏi này nè. Nó buộc là nó phải lớn hơn. Đúng không? Nó buộc phải lớn hơn này. Vì một chỉ lớn hơn có không thôi.
Nếu mà nó bằng thì đây là số số 4 nó nhỏ hơn số 9 nhỏ không được. Đấy. 27 số dương đúng không? 27 số này sẽ là số 0 thôi. Số 0. À. Rồi câu B. Hai chấm hỏi bởi các chữ số. B chấm hỏi bởi chữ số 0 thôi. Là 0. Một chữ số mình đừng ghi chữ khác. Rồi ở đây lấy trừ đúng không? Dấu trừ thì nó đổi chiều rồi đó. Vậy đây là thấy 1, 7 giống nhau nè, 9 nè. Rồi, trừ 9 nó sẽ lớn hơn ở đây. Đúng không? Thằng này nó lớn hơn này. Trừ 5, 7, 17. Trừ càng lớn là càng bé. Vì cái số này nó sẽ nhỏ hơn số 9. Tại vì sao đây là số 3? Nếu mà lấy số 9 á, thì trừ 3 mấy mấy nó vẫn lớn hơn này không được. Cho nên buộc ở đây là phải lấy số 0 đến 8. Đấy. Để được coi coi phải. Đây bây giờ 9 9 3 không phải 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 chỗ này phải là số 9 mới được, tại vì số 8 là nó lớn hơn cái này nè. Cũng không được luôn, số 9 để chi để số 3 nó lớn hơn số 4 nè. 3 lớn hơn số 4 đó. Đúng không? Trừ 3 lớn hơn 4, 9 thì trừ 3 vẫn lớn hơn 4. Còn nếu mình thay đây số 8 thì số 8 lớn trừ 8 sẽ lớn hơn trừ 9 là không được. Trừ 9 thấy không? Trừ 9 nó lớn trừ 8 là không được. À, cho nên đây mình phải thay là bởi số 9. Bởi chữ số là 9. Rồi. Chỉ có chữ số 9 thôi. Đó. Rồi ta đi vào bài tập số 5. Tìm số đối của các số sau. Đó, mình sẽ trả lời, đúng không? Số đối của số trừ căn 5 là căn 5. Rồi, số đối của số 12,3 là số trừ 12,3, chu kỳ là 3. Số đối của số 0,4599 là số trừ 0,4599. Số đối của số căn 10 là số trừ căn 10. Số đối của số trừ bi là bi. Rồi, ta đi vào câu bài tập số 6. Tìm giá trị tuyệt đối của các số sau. Rồi, ta có trị tuyệt đối của trừ căn 7 là bằng căn 7. Đó, bỏ dấu trừ. Rồi, hiểu không? Trị tuyệt đối của 52,1, chu kỳ là 1 bằng 52,1. Trị tuyệt đối của 0,68 là bằng 0,68. Trị tuyệt đối của trừ 3 phần 2 là bằng 3 phần 2. Trị tuyệt đối của 2 bi là bằng 2 bi. Câu số 7. Bài tập số 7. Sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn giá trị tuyệt đối của các số sau. Giá trị tuyệt đối của các số sau. Rồi, đã có nè. Trị tuyệt đối của trừ 3,2 là bằng 3,2. Rồi, trị tuyệt đối của 2,13 là bằng 2,13. Trị tuyệt đối của trừ căn 2 là bằng căn 2. Trị tuyệt đối của trừ 3 phần 7 là bằng 3 phần 7.
Đó. Lại có căn 2 thì nó sẽ bằng, mình bấm máy ra căn 2 1 bộ phẩy 4142 rồi, và 3 phần 7 mình sẽ bấm máy ra 3 phần 7 0,428571 là 0,428571. Rồi mình hiểu gì đi à, rồi mà 0,428571 bé hơn đó 1,4142, bé hơn 2,13, bé hơn 3,2 2 3 phần 7 bé hơn 0,4241 A là trị tuyệt đối của 3 trừ 3 phần 7 bé hơn trị tuyệt đối của trừ căn 2 bé hơn 2,13, trị tuyệt đối của 2,13 bé hơn trị tuyệt đối của trừ 3,2. À, vậy mình nói là 7 thứ tự từ nhỏ đến lớn giá trị tuyệt đối của các số trên là, à, đầu tiên là trị đối của trừ 3 phần 7, tiếp theo trị tuyệt đối của trừ căn 2, tiếp theo trị tuyệt đối của 2,13, tiếp theo trị tuyệt đối của trừ 3,2. Rồi chúng ta hoàn thành bài số 7. Bây giờ ta sẽ đi vào bài số 8. Rồi bài số 8 như thế nào? Tìm giá trị của x và y, biết rằng căn x bằng trị tuyệt đối x bằng 5, căn 5 và y trừ 2 bằng 0. Rồi thì ta có gì? Đó là ta có ha. Trị tuyệt đối của x bằng căn 5. Đó. Là đây tương đương với trị tuyệt đối của x cho bằng trị tuyệt đối của căn 5. À, căn 5 cũng bằng trị tuyệt đối của trừ căn 5. Tương đương với x cho bằng là căn 5. Hoặc x cho bằng là trừ căn 5. Giờ chúng ta kết luận bài x bằng căn 5 hoặc x bằng trừ căn 5. Rồi tiếp theo ta có trị tuyệt đối của y trừ 2 bằng 0. Rồi tương đương với trị tuyệt đối của y trừ 2 sẽ bằng trị tuyệt đối của 0 là bằng 0. Y trừ 2 sẽ bằng là 0. Thì y sẽ bằng là 0 cộng 2, tức là bằng 2 đó. Y sẽ bằng 2. Vậy y bằng 2. Rồi, ta đi vào cái câu bài tập số 9. Tính giá trị của vi thức M bằng trị tuyệt đối của trừ 9, căn bậc 2 của trừ 9. Rồi, vậy là căn bậc 2 trừ 9 á, thì đối trừ 9 là bằng 9. Mà 9 á, chính là căn của máy bình thường. Nếu mình không biết bấm máy, căn của 9 á, là bằng 3, cho nên nó sẽ bằng là 3 bình phương.
phải làm theo công thức nha. Căn A bình bằng A nếu A dương, à, bằng 3 vì 3 dương. À, hiểu không? Rồi, chỉ mình kết luận. Vậy, M bình bằng 3. Rồi là chúng ta hoàn thành bài học ngày hôm nay. Sau bài học này, em đã làm được những gì? Đó là nhận biết được số thực và tập hợp các số thực. Nhận biết được thứ tự trong tập hợp các số thực. Nhận biết được trục số thực, biểu diễn trục số thực trên trục số trong trường hợp thuận lợi. Nhận biết được số đối của một số thực. Nhận biết được giá trị tuyệt đối của một số thực. Rồi là chúng ta hoàn thành xong bài học ngày hôm nay. Rồi, thầy xin chào tạm biệt các em.